Đấy, rồi, mô. Ờ, Lucky chạy chơi đi. Chơi lăng xăng đi. Hôm nay cho chủ Lucky với lại chủ Idol sang trại chơi. Hôm nay trại hơi đông khách. Lucky, Bruno, cầm bóng lại đây. Đưa đây cho anh. Ờ, đúng rồi, ngoan lắm. Sao mặt nô lại bị xước một vết ra rồi? Hả? À? Sao mặt lại xước ra? Hai bố con. Nào. Cắn mạnh quá, xẹp luôn cả quả bóng rồi. Đi lại đằng này cho nó sạch. Đằng đấy quả móng nó dẫm nát hết cỏ rồi. Nô ơi, cầm quả bóng ra đây thế nào? Bóng đâu? Xịt rồi. Xịt thì nó gặm sâu cái quả bóng rồi, nó đã xì hơi rồi mà. Gặm sâu xịt luôn. Không, cắn gì. Tí cho em bé cưỡi. Nô nó hơn cả cân bố đấy. Nô nó hơn cả cân bố đấy. Con này là nó, con nô này nhá, là nó thích trẻ con nhưng nó không cuồng như là bọn kia. Như bọn kia nó cuồng luôn. Không với này trẻ con nếu mà để nó xuống dưới này thì bọn kia nó cũng thế thôi, liếm cái rồi chơi. Nhưng mà nếu mà cứ bế nó ở trên tay là chúng nó thích liếm mà, chúng nó cứ chồm lên chúng nó liếm. Nô là thanh niên rất là to cao nhưng mà lại rất nhẹ nhàng. Là ra liếm là cũng liếm rất nhẹ. Ờ, người nó dài, cao, cao dài. Ờ, Lucky ra chơi, ra kia chơi đi. Lucky ra kia chơi. Ờ, có xích thì chui vào. Lần nào ra lấy xích cũng quàng vào cổ nó thì nó tự động nó ra nó. Không, không móc thế, phải luồn. Không cho cái đấy. Khi nào mà không thích nó liếm nha, là bảo nó là không, là nó biết. Bảo nó là không. Ha ha. Đây. Không bóng. Cứ để yên quả bóng đấy. Để yên quả bóng mới làm nhử. Đều đấy. Chào, xoa đầu em nô để chụp kiểu ảnh nào. Lấy bóng nhá. Xoa đầu em. Xoa đầu em nu để chụp kiểu ảnh. Nào, chùi. Đây. Đây, cắt tóc ba rồi nhắn lên. Ra đây xoa đầu nào. Xoa đầu này. Đưa quả bóng cho bác cầm rồi tí bác đưa cho. Đưa quả bóng này đưa bác cầm bác giữ cho. Rồi tí bác đưa cho. Đấy, ra chụp với em nu đi. Ra chụp với em nu. Rồi đứa nào khoan đã, nô chưa được. Anh đang cầm ở trên tay, không có. Lùi lại, nô lùi lại. Đúng rồi. Đây, tí bác cho quả bóng đi. Ra chụp với em nô kiểu rồi tí bác cho quả bóng. Hôm nay bố mình mới dám ra đứng cạnh em nô đấy. Chứ hôm trước là còn phải gạ mãi mới ra. Đấy là con Marvin. À ừ, con Marvin. Sang bên này cái là đi vệ sinh ngay. Con Marvin nó trâu bò quá.
nó khỏe phi rầm 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 rầm. Thế này phải di chuyển lùi lại tí rồi. Lucky ở đây rồi. Lâu mà cứ cầm quả bóng này thôi khỏi nghĩ. Chưa, bóng anh đang cầm trên tay liên quan gì? Đã cho ăn hoa ạ. Dạ ăn hoa. Kéo mình đi khác gì ấy đó. Đúng rồi, nó kéo đi thì nó kéo đến đâu đi đấy. Móc chốt hai đầu xích vào với nhau để nó không bị rít. Cho nó nhau lên. Móc luôn vào cái bên kia cũng được. Đúng rồi, móc luôn thế. Cái xích đấy cũng vừa với nó. Nào hai bố con phải xích ra đây tí nữa. Không nào con được rồi, đứng ở đấy được rồi. Con Lucky ra chơi với bố đi. Lucky ra chơi với bố đi Lucky. Không biết bọn kia còn tịt cái mặt vào như thế nào. Bình thường bọn nói cái mũi này nó còn ngắn hơn. Nó phải tịt thật. Con nô này đã mũi đã ngắn lắm rồi đấy. Đúng rồi. Con này là ngắn rồi. Ngắn lắm. Xương rồi vào. Không, thực ra bọn kia là kiểu mũi như là mũi nó kiểu như là nó làm sao cái má của nó hoặc cái kiểu gì, chứ còn đo ngắn thì nó chẳng ngắn hơn đâu, nhưng nhìn nó như là ngắn hơn nhưng đo ngắn nó chẳng ngắn hơn đâu. Mà bọn kia sao đầu của nó to nhỉ? Không, đầu to là bởi vì cổ nó bé. Cổ nó thon thon thế, đầu tự nhiên nó phải cổ cảm giác như thế thì đầu nó cảm giác nó to. Chứ còn đầu nếu mà đo chu vi làm sao, mẹ con này nhìn thấy nó to lắm. Đây là trâu không phải là chó đâu. Mặt cười đẹp thật. Nè. Đứng im. Đây, cầm quả bóng lên thì Nô sẽ đứng yên. Nô. Nô. Như là chụp ảnh mà hay là để cho con si kia mà nó hóng lên cho đứa trẻ con đứng trước. Đây, đây anh nhé. Đây chụp ảnh nhá. Chụp ảnh nào. Đây chụp ảnh rồi. Ra chụp ảnh với Nô phát đi nào. Em cho ăn hoa, cho ăn. Nô ơi. Nô. Nô. Ra không limit đừng liếm máy ảnh. Limit ra kia, limit đứng đi, ra đứng với bố đi. Nô. 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 Nào ôm đầu Nô đi, Nô. Nô. Sửa đầu đấy, sửa đầu vào. Giờ phải giữ nguyên, thằng Tiến phải giữ dây ngắn ngắn thôi để cho nó không phi được. Nô. Cứ để cho em như nhảy lên người đi, kệ đi. Nô đâu? Nhìn ảnh kìa. Nào. Đây đấy. Mẹ nó phải chụp từ dưới chụp lên. Nào. Đấy, rồi, Nô. Nô, ôi, Nô. Nô. Nô bị cỡ nhiều là Nô bực. Mãi chưa được cắn quả bóng. Thôi tháo dây cho Nô tí. Tháo dây ra cho Nô chạy lăng xăng cho Nô chơi bóng tí. Được rồi, xích cứ để kệ Nô ta. Phấn. Thôi Nô cho con nó chơi cùng với. Đây đây đây. Cho con chơi cùng với chứ chơi mình thế buồn lắm. Đây là lý do tại sao mà cái chỗ này cỏ hoa cỏ nó mọc tốt hơn. Con nào cũng ra đây gách chân đái.
nhiều đạn hơn. Này, đây. Đây. Ừ. Kia. Ừ. Nó kia ra chơi bố đi. Bố cho con chơi cùng với. Chứ ai cứ chơi mình thì chán bỏ sừ. Ừ. Cho con nó chơi cùng với cho nó vui. Chơi mình chán lắm. Xem nào. Sao mắt lại có vết sứt thế này, lại còn chơi với con nào nó nô, nó lại nghịch dại, nó lại đớp một cái trượt lại đớp vào mắt rồi.